đi vô nhà đi. Con chỗ đây nè. Sáng sớm có phần quà cười tươi ha. Rồi nha. Lùi lại, chụp ảnh lùi lại cho nó có góc chụp. Lùi xuống tí nhỉ, lùi xuống xíu kìa. Trời, bà cười te tét rồi. Ê, không, cười te tét hoài mà, nãy nhăn gió vậy mà. Chú anh em bớt. Ngước lên nhìn mấy anh chị kìa. Kìa, nhìn anh kìa, hả? Ngước lên nhìn. Ôm đi, mẹ cho vui vẻ lên. Hai, ba, một, đôi. Tôi thấy cái phần nứt mà nó cũng nó đậm kiểu rồi. Mọi người nhìn lên đây. 1, 2, 3. Ok. Rồi cảm ơn anh chị đi. Rồi.
Mình trước mình cũng ở đơn vị của Thủ Đức. Có ai giữ rồi? Kênh Bắc Thủ Đức của Sài Gòn Gia Đình đặc khu, chứ nó không có nằm trong bộ đội chính quy địa phương. Rồi cảm ơn các đồng chí. Rồi các đồng chí từ cháu nhớ nha, mấy đứa học giỏi rồi ấy là nhân tài của đất nước nha. Nói gương cho mấy anh, mà nhất là mấy anh mà lớn rồi ở trong đoàn ở Nguyễn Nhân Trỗi gì đó, bế Nhân Đàn toàn Lê Nhân Tám ở thì đất nước các gia bây giờ là nó như là thuộc xây dựng đất nước, mình muốn xây dựng đất nước mình muốn tôi mấy anh đi trước, mấy anh ở về đất nước. Rồi cảm ơn các em. Đang chụp. Rồi chụp nha, 2 3 chụp nè. Rồi xong rồi. Rồi quay mặt qua, tất cả quay mặt qua hết. Rồi 2-3 chụp nè. Rồi xong rồi. Bạn kia chưa thấy mặt giờ. Ngước mặt lên cho cô coi. Có bình đám ăn đó. Thank you.
này GoPro mấy vậy? GoPro 12. Rồi xong rồi. Anh chụp anh không báo gì hết. Rồi xong rồi. Rồi 2-3 chụp nè. Rồi xong rồi. Cảm ơn nha. Dạ, chắc chứng nghĩ ra cho các bạn.